vị, theo số liệu trên được thống kê trong báo cáo tình hình dịch và kết quả triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế, trong tổng số 157.088 người trở về từ 19 tỉnh thành phố khu vực phía Nam, Bộ Y tế ghi nhận tỷ lệ dương tính với SARS-CoV-2 là 0,64%. Cụ thể, từ ngày 1 tháng 10 đến nay, có 39 tỉnh ghi nhận 157.088 người trở về địa phương. Bộ Y tế ghi nhận 1.007 trường hợp có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Nhận định về tình hình dịch, Bộ Y tế cho hay, tại Việt Nam, dịch COVID-19 vẫn đang được kiểm soát và có nhiều chuyển biến tích cực. Trong 2 tuần gần đây, số mắc cộng đồng và tử vong liên tiếp giảm. Một số tỉnh lới lỏng giãn cách, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An, Đồng Nai đang có di biến động dân cư lớn do người dân trở về quê, về các địa phương khác. Nguy cơ dịch bệnh gia tăng trong những ngày tới đòi hỏi ngành y tế cần phải tiếp tục tăng cường giám sát để phát hiện sớm, xử lý kịp thời với tinh thần không được chủ quan, lơ là. Do đó, Bộ Y tế đề nghị các địa phương phải tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ di biến động dân cư, quản lý chặt chẽ công dân khi ra vào địa bàn, người có nguy cơ đang lưu trú, làm việc tại địa phương, doanh nghiệp như lái xe, phụ xe đường dài, liên tỉnh, người làm việc ngoài tỉnh về địa phương lưu trú, ngoài lưu trú ngoài tỉnh về địa phương làm việc để có biện pháp quản lý phù hợp, khai báo y tế thường xuyên, xét nghiệm định kỳ. Trước đó, liên quan việc đưa đón người dân về quê vào tối ngày 7 tháng 10, Thủ tướng có công điện gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố và các bộ trưởng, trưởng cơ quan ngang bộ về vấn đề đưa đón người dân về quê. Theo công điện, di chuyển về quê là nhu cầu chính đáng của người dân. Tuy nhiên, nếu không tổ chức tốt việc đưa đón để người dân phải tự phát về quê, thì sẽ dẫn tới nguy cơ dịch bệnh lây lan ra nhiều địa phương trong cả nước. Các tỉnh, thành phố, nơi đến phải có trách nhiệm đón, nhận bàn giao và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng dịch theo yêu cầu. Các tỉnh thành nếu phát hiện người dân tự phát từ vùng có dịch về quê đang đi qua địa phương thì chủ động hỗ trợ cần thiết, thông báo cho các tỉnh, thành phố nơi đến và tổ chức người dân di chuyển an toàn, không để lây lan dịch bệnh. Thưa quý vị, những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại.